mất câu được con mực đây. Đợi mấy lần câu mực đi. Đâu bình tĩnh. Đó tôi review một cái thật xét thật con mực nha. Về đây nữa. Ngoài hai cô nè. Wow, anh chị em ơi. Coi nè con mực nè anh chị. Kêu bàn tay của mình đi. Hai em chưa hết. Wow. Đâu từ cái bàn tay của mình nghe vô cái đầu mực tới nghe vô đây luôn. Ồ. Đây mấy anh em mới câu là trong đêm mà sầm sẩm á. Chưa kịp lên đèn. Đồ đây hai con này bình thường là cỡ này gọi là bự nè anh chị, con này là kẻ game của mình. Con này là đâu 1 gram ta nghe chót đi. 2 gram. Con mực này dài nữa mét anh chị, 2 gram của mình là cho 4 tấc đây ha, 4 tấc dư chụp đầu nữa. Một con mực dài nữa mét. Đây. Ồ, con mực bự dữ à. Quá dài nè. Mực quá dài luôn, còn nữa là đẹp á. Mà tới đây mới câu mực đây câu chứ. Review đêm tối xét thật con mực cho khán giả bắt xem cái order mấy nha. Bóp còi. Rồi đi order mấy anh em câu. Nấp gió tại đây câu luôn. Rửa tay cái à. Bè ghi đè đè luôn nha. Quay. Đè gắn tới 3 cái. Buổi chiều nha, buổi chiều gió cấp 5 cấp 6. Xin chào quý anh chị mình nha. Kia còn chiếc nữa của Trung Đoàn luôn. Trung Đoàn với là chiếc Bình Định này luôn. Đoàn này đoàn của Bảy Hùng hay sao á. Sơn màu xanh nước biển và nước biển đầm đầm đây. Dưới trắng trên đỏ. À, sẵn đây tiện thở nói luôn. Hôm bữa mấy anh chị mình hỏi máy rê đê đó công dụng gì á. Bữa nay em bên đây trả lời cho anh chị mình luôn nha. Những anh chị mình hay xem kênh YouTube của Bình mà kiểu như là mình cũng ít chuyên sâu về biển á. Máy rê đê đó để quạt tìm quạt cảng á anh chị. Nó quay nó quét quạt cảng. Ví dụ như mình đang đứng đây tối thui là không thấy thứ gì. Thì có cái bủa lưới rồi này nè, chạy cà căm á. Là ra đe là nó tìm ra dấu luôn. Giống như là cái hành động của mình sao là ra đe nó nắm được hết nha. Sao người ta xài tới 3 cái anh chị. Ví dụ như anh chị mình ở cái khu vực 5 cây số, 10 cây số, ra đe nó vẫn thấy. Mấy cái người ta gắn sau này thì khoảng tầm anh chị mình có ở 15 dài 30 cây số thì những cái ra đe hiện đại nó vẫn thấy nha. Thấy hết những cái hành động của mình. Đoàn này cũng là đoàn mạnh á, thư giữ ở Bình Định. Nè, chiều phe xúc rồi cũng đi biển hết. Mở xuống neo đâu được tiếng, bây giờ lên ghe chị tiếp đâu. Nổ mấy cà rê rên, giống như là mấy cu minh vậy. Buổi chiều anh chị, buổi chiều em Bình xin chào quý anh chị mình nha. Bữa giờ gã nửa tháng rồi em Bình không bao quay clip cho anh chị mình xem. Bởi vì trong nửa tháng qua là em Bình không có đi làm, không có đi biển anh chị à. Thời tiết nó xấu quá. Ngày hôm qua mấy anh em mình mở biển rồi chạy một ngày hôm qua, rồi một đêm hôm qua luôn, rồi tới nguyên một ngày hôm nay. Hiện tại em Bình đang có mặt tại Mỹ Tân, một cái ngôi làng thuộc tỉnh Ninh Thuận anh chị. Đây nè. Đó. Hiện tại là cái đoàn ghe lưới rút á là chạy xuống đây rồi bắt đầu neo núp gió hết trơn à. Nè, hiện tại là gió cấp 5 và cấp 6 anh chị. Trời đồng gió quá trời nhưng mà mấy anh em vẫn đi làm nè.
xem lại đối chiếu mấy cái gương mặt thân quen nè anh chị. Chào bán em nha. Thư Dữ á, giờ người lại hồ quan không anh nha. Bông không hả? Bông sứ á. Bông đầy mình hết á. Tay chân đồ này đã phủ kín người. Mấy nhân vật này tết khỏi gần mùa hoa nha. Người giờ bông que đầy người hết á. Khét tiếng á. Lỡ hôn vô phục vụ với anh em bữa cơm chiều ấy, đầm ấm tình cảm ấy. Bên này nè, bên này cái lưới rút của anh Tú bây giờ lên neo đi nè. Anh xuống hồi trưa, anh xuống hồi trưa nên giờ anh nghỉ mấy 3-4 tiếng, giờ lên neo. Đội hình bên ghe lưới buổi chiều ấy. Ngồi lấp xúp, 4-5 ông, 5-6 ông, xe ông lái. Giờ chớ mì tôm, mì phở, đồ ăn. Đấy. Lên clip thực phẩm buổi chiều. Ủa thịt dưa làm gì đây, miếng kiểu đây làm gì? Rem mắm. Kho kho mắm mực à, kho ấy nè, kho tẩm bè lù luôn. Xèo hả? Chiên hả? Chiên kè. Bữa cơm đơn giản buổi chiều. Cơm cũng nấu bằng bếp ghe nha. Bên ghe thu mua của mình là nấu ăn mà chưa nấu bằng xôn cơm điện, nấu bằng bếp ghe. Gì vậy? Bột ngọt hay đường mà xẻ vô dứa. Đâu giờ suốt cuộc là hơn nửa mét à, nãy mình bao kéo anh em nửa còn mét nhưng là có sự sai sót thêm vài phân. 6 tấc chưa hết thì bây giờ nó đòi đo râu đo đồ luôn. Rồi giờ lên thớt chia mực đi. Thiệt là anh em là từ nãy giờ là sẫm kiểu như điện thoại đồ mình bấm đủ trò hết rồi chứ nó cũng rơi vô cũng muốn buồn ngủ đâu, nhưng mà thiệt sự là mình phải bám theo con mực từ đầu tới cuối luôn em, không dám chợp mắt luôn. Thật sự là anh em vừa có một cái động thái gì đó mà hú hí là mình ơi liền. Con này vô sáng mình xào chảo nữa. Dạ. Giờ là cái thủ pháp của anh em bây giờ là một nửa con mực bự, rồi một cái con mực liên cơ cũng gọi là bự nhưng mà đứng với cái con đây gọi nó là mực nhỏ. Rồi anh em câu thêm một con mực nang Minh Nhí đi nữa. Cũng thiệt bự luôn. Cũng bự bằng con mực nhỏ. Giờ anh em ra phân. Phân gì mình kẹp cho nó đẻ. Rồi kẹp cho đẻ, tôi sẽ review từng phân luôn. Luộc còn xét hả? Bao nhiêu phân là tôi review bao nhiêu phân. Đâu biết gì mà thấy không? Một nửa xét râu, một nửa. Đẻ mực luôn, mực mày nó chín đẻ luôn. Chưa xét. Đẻ luôn. Review đẻ luôn, hết đồ ăn vào. Còn một nửa con mực còn lại là anh em cho vô thùng xốp. Và dự kiến là tôi sẽ bám theo một nửa con mực đây với một nửa con mực trong thùng xốp từ đây cho tới sáng mai. Bởi vì đêm nay là mấy anh em mình không có gió không đi làm được, bắt buộc phải
heo Mỹ ở khu vực này, nhưng mà tới bây giờ là mới nhậm nhậm khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ đêm. Tôi sợ là trong đêm nay khoảng tầm 1-2 giờ sáng, nếu mà mình phát hiện ra có những động thái nào lạ đó là sẽ có những cái động thái tác động lên một nửa con mực còn lại, cho nên là tôi sẽ bám theo nửa con mực còn lại nữa. Những cái động thái bất ngờ trong đêm khoảng cỡ 2 giờ sáng vậy, lục đục lục đục son đầu gì đó là khỏi khỏi cần bắt nước nó cũng chín không ơi. Để vậy nè. Vậy nó ngon hơn. Vậy giờ một vài hộp nước nha. Con chín không? Ra mới chế. Nó ra nước á. Nó ra nước nhiều lắm. Thật sự với anh em là trong cái bữa ăn hàng ngày á, không có ai đóng góp một cái menu hay là cái công thức gì mà đỡ sáng kiếm đó. Nhưng mà tới bây giờ là những cái con mực đây là quá nhiều cái công thức mà đỡ chế biến. Một người mà góp vô từ hai cái công thức. Tôi cũng định đóng góp một cái công thức, nhưng mà nói thiệt là tôi nói bây giờ chắc nó hoàn toàn sai cho nên tôi im luôn. Đó, má, sau khi mà cần thủ của chúng ta câu mực xong rồi bắt đầu ra thịt mực, giờ cần thủ của chúng ta rửa chân không còn thấy đẹp nữa. Cái phong thái của cần thủ đó, đứng giữa trời gió cấp 6 mà ghi trong điều kiện lượng lắc mà câu được mực rồi, ra thịt rồi, rửa tay rồi, một cái động tác mà nó gọn gàng. À, giờ tôi review viên cây sen đây, giờ không còn một cái chút thực phẩm nữa hết. Review cần thủ chúng ta làm những cái động tác quá khéo léo, sạch sẽ mâm lái không được hết. Thật tới anh em, tới thời điểm bây giờ chỉ biết đóng cái vai nồi theo thôi. Hiểu không? Đồ. Rượu còn nhiêu đây? Chưa bao giờ thấy mà cái nồng độ con của anh em mà nó nghèo nàn tới cái mức này. Một trong những cái giai thoại mà uống bia quăng lon mà giấu nửa lon đổ mà còn giờ rượu còn là nhiêu đây thôi. Chưa bao giờ mà những cái giai thoại này mà sợ hết nồng độ con giống như lúc này hết. Mình hòa lẫn vô eWe. Trộn vô xịt tin luôn không? Ta trộn vô xịt tin luôn không? Những cái giai thoại mà uống bia tới đâu rồi đổ ly tới đó mà bây giờ đây mà ke mà cũng bị mở miệng mà vẫn còn sai à. Chứ thứ mà chắc hồi xưa mình uống thì mình chế xịt tin năm một hút gì cho mấy nhỏ con gái mình uống vậy. Bây giờ nói gì cũng hay. Sau khi câu được mật xong. Bây giờ chuyển qua bên phe chớ xì tin như rượu mà cái công thức mà đưa vô một chút nhiêu dài vô rượu thôi mà tôi thấy còn đúng mà. Mày chỉ được đúng trong buổi tối ngày hôm nay đâu. Mai hết mật. Mày sai lại à? Do đồ. Mở nãy trắng giờ chuyển qua đỏ liền. Má ơi, chiều ăn ba chỉ dưa kè đây. Vừa cách đây vài tiếng đồng hồ đây. Bây giờ anh em mình sẽ lại tiếp tục ăn mực. Quay những thức phim nói chung là bình thường trong cuộc sống của má anh em mình. Sao giờ ho biết cái ta. Ngầu đó đậu anh em kêu gì ho biết không. Anh em mà đâu có quên ai đâu mà cứ ho biết. Đây lên mặt anh chị ơi. Mực mà mực đất mà lên son mà nó bành ra nhìn giống như con mực xè vậy đó. Đào bếp lơ hon ra thịt. Chưa bao giờ mình thấy mình kỹ quậy muối rồi quậy dao rồi thủ điện thoại quay phim là nhiều như lúc này. Muối nè anh chị, nửa đêm khuya bây giờ là khoảng tầm 9 giờ kém
Đây review cho anh chị xong là bắt đầu vô đũa là dứt liền nha. Muối, rượu hồng đào, công thức phê chớ, rượu trắng kết hợp xì tin. Ok, mời bạn dùng ngay. Mật ra món. Quá đẹp, theo công thức đơn giản, gia truyền. Luộc kiểu không bỏ nước. Công thức đó được giấu kín bấy lâu nay tiết lộ luôn. Đục xếp mực dĩa không? Một nữa. Má còn khúc rồi này, mực dĩa. Một nữa cái con mực đó. Với là còn một nửa con mực đó chứ không đậu mực nang nè. Còn con đây nữa. Trời ơi, chưa hết mực mày đây dĩa của anh chị. Chị nước miếng không ạ? Mời anh chị nha. Chứ đậu nữa, đỡ em ăn là em quên mời nữa. Do mình không phải dạng chuyên review ẩm thực. Mấy fan lăn như bông chừng rồi. Giống đeo nhẫn chưa. Đào bếp gì đâu. Sắc rớt bóp quẹt rồi gì mà té lẻ thân của em. Con nhỏ có cơm. Rồi đó, chập này dĩa đi mua dĩa. Đó, đây con nhỏ. Tên này đang đưa vô đây, đưa vô. Wow, con nhỏ cơm nè. Wow, con nhỏ cơm nè anh chị. Ác không? Mực cơm nè. Wow, rồi, anh em vô ke đi, anh em vô ke đi. Kết hợp đi, sử dụng đũa đi. Hoặc là quay miếng. Kết hợp đi, kết hợp đi, mời anh chị luôn. Wow, đây anh chị. Nói chung cái đòn đây mà không quay cho anh chị mình coi quá uổng. Lấy nét không kịp. Đó, lấy nét nè anh chị. Wow, lấy nét lên. Thôi em múc đi. Ồ, dùng rậm không? Sổng không? Wow. Múc nhiều xịt tin nghe. Đấy kê. Kê lắm trước hết đầu. Tên chung mình lấy cái ca đi. Này uống hết luôn. Làm cà đây uống nhấm nhấm cay cay ăn cho nó ngon. Wow, nó ngọt. Ngọt tí ơi luôn ạ. Rất hay bình. Đưa lên chậm chậm cho mày quay theo cho kịp. Đấy, mày quay mới đưa lên bóc mật bả vô miệng à. Công nhận nó ngọt. Cái miếng thứ hai má rút kinh nghiệm. Đừng cả chăm muối. Ăn một miếng không thử ơi. Phơ cái đồ gì ke gì tùm lum đây á. Đây. Đây, miếng này là mình quyết định là không chăm muối nha. Ăn không thử luôn. Cảm nhận cái độ ngọt của nó. Cái phân mực đây là cái phân đây là cái phân của con mực nhỏ này. Phân trứng đây là phân của con nhỏ này. Mà nó để cảm nhận cái độ ngon nó cỡ đây rồi anh chị. Nó phải làm chút muối kem theo. Dùng rượu hồng đào đi. Mình đừng có quay rượu, giờ mình quay lên còn nửa chai rượu gì. Rượu ngoại là được hồng hồng nữa kia bằng gì. Rượu van đỏ, van tím vậy đấy. Van chiller. Rồi thật. Ây dùa. Bột một dĩa mà cũng quá đá. Đúng bài luôn. Kết hợp rượu xịtin. Quá ngon. Uống rượu xịtin không để. Uống thêm ke đây chiên xịtin nữa. Ke đây xịtin ngọt lợm luôn. Nguyên chất. Uống rượu xịt tinh không để bằng uống xịt tinh nguyên chất. Anh mực to thịt ở dưới đít đây anh dây. Lên nửa mình này bắt đầu anh mỏng lại. Anh mực nhỏ đây thịt quế dây. Nó mực này mực nhỏ cho nó thuộc dạng mực loài một anh chị. Nó mực gam hai mấy phân loài một rồi. À, con mực đó to chứ. Liền rứ nè. Ừ. Bé ngon. Mực nhỏ thịt nó dày.
coi được tập lên dây đụng mình. Nói cái bè mực nang thịt dây ác chiến luôn. Nếu mà review mực dây review bè đây. Cái mỡ mà dây nó như thịt con mực nang đây chắc xấu lắm á. Vé đã, vé ngon luôn. Ăn mực cái miệng nó xấu lắm, nên là quay mực thôi, không quay miệng. Giờ mình ăn thử mực nang luôn. Vé hấp dẫn.